Bây giờ mình sẽ đến cái phần đó là mình tìm cái tính đơn điệu của hàm số dựa vào cái bảng biến thiên của mình. Rồi, nếu như vậy bài cho chúng ta cái đồ thị của hàm số y bằng fx thì mình sẽ nhìn đó là đấy, nếu như đi lên thì cái dấu y phẩy của nó sẽ dương. Tương tự, nó đi xuống thì tức là y phẩy nó sẽ âm. Đó, đi lên y phẩy dương có nghĩa là đồng biến. Đi xuống y phẩy âm nó có nghĩa là nó nghịch biến à. Rồi, nếu như mà mình có được cái đồ thị của y bằng f'x, mình có như sau là y bằng f'x, vậy thì mình có đó là bắt đầu từ hàm y bằng f(x) và người ta cho mình cái dữ kiện liên quan đến đồ thị của y bằng f'x. Vậy thì mình cần quan tâm đó là y bằng f'x sẽ bằng 0 khi nào, và mình tìm các cái nghiệm của nó. Và tiếp theo là mình quan tâm đến cái dấu của f'x, đánh dấu của f'x trong các cái khoảng các cái đoạn nghiệm của nó. Rồi từ cái dấu của f'x này nếu như nó dương thì mình sẽ kết luận được đó là hàm f của mình đồng biến. Tương tự nếu như nó âm là dương ha, nếu như nó âm thì mình kết luận được là f nó nghịch biến. Đó thì tùy ha, dựa vào cái dấu của f(x) thì mình sẽ kết luận được. Bây giờ mình sẽ đến với một số câu bài tập. Câu số 9. Ví dụ cho hàm f có cái bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Thì bạn hỏi là hàm số đồng biến trên khoảng nào? Thì bạn nhớ cho mình ha, đồng biến thì y' nó sẽ mang dấu dương. Đây có hai chỗ. Vậy thì hàm số đồng biến trên khoảng nào? Thì bạn nhớ cho mình ha, miễn là cái khoảng này nó nằm trong cái khoảng mà hàm số nó đồng biến là được rồi ha. Chứ nó không nhất thiết, nó bắt buộc nó phải là hai cái khoảng này. Nó chỉ là tập con của các cái tập đồng biến này là ok rồi ha. Vậy thì mình nhìn, thứ nhất là từ 0 đến 1. Đây, 0 đến 1 nằm giữa đây rồi. Không được ha, y phải nó âm nè, 0 đến 1. Tiếp theo 3 đến 4, chắc chắn rồi, 3 đến 4 nằm ngoài đây nó dương rồi. Cho nên là mình chọn ngay câu B luôn. Còn câu C với câu D thì các bạn cứ thử quan sát ha, chắc chắn nó sẽ sai. Rồi, tiếp theo đó là câu số 10. Cho bảng biến thiên của hàm f như hình vẽ. Hàm số y bằng fx đồng biến trên khoảng nào? Thì bạn nhìn cho mình ha, cái khoảng mà f phải nó dương. Hay là mình nhìn vào cái khoảng cái mũi tên nó đi lên. Là chính là cái khoảng mà hàm f đồng biến ha. F phải dương, nghĩa là mũi tên đi lên, đó là hai cái tương đương với nhau. Thì bạn nhìn cái nào cũng ok ha. Thứ nhất là mình nhìn khoảng từ âm vô cùng đến năm vừa lên, nó vừa xuống mà nó vừa lên. Nên mình không nhận được cái này. Đồng biến có nghĩa là gì? Nó chỉ đi lên, chứ nó không thể nào vừa đi lên vừa đi xuống được ha. Là sai nha. Câu B, 0 đến 2. 0 đến 2 là khoảng này nó đi xuống rồi, nó nghịch biến. Nên là mình loại câu B luôn. Câu C, từ 2 đến dương vô cùng. Đồng ý, 2 đến dương vô cùng, mình chọn câu C luôn. Còn câu D, từ 0 đến dương vô cùng thì nó vừa đi xuống, nó vừa đi lên nè. Không được ha. Rồi, mình đi tiếp. Rồi, câu số 13. Hàm số y bằng fx có đồ thị y bằng f'x như hình vẽ. Đây là đồ thị của y bằng f'x. Rồi, người ta kêu mình chọn các khẳng định đúng. Vậy thì từ cái đồ thị của hàm y bằng f'x này, mình sẽ nhận xét về tính đơn điệu của fx ha. Rồi, vậy trước hết là mình sẽ nhìn vào f'x bằng 0 khi nào. F'x tức là cái đồ thị này nó bằng 0, có nghĩa là giao điểm của đồ thị này với trục hoành ha. Nó chính là các cái nghiệm của phương trình f'x bằng 0. Đây thì có các nghiệm 1, 2, 5 và 6. Đây, khi và chỉ khi x bằng 1, x bằng 2, x bằng 5 hoặc là x bằng 6. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ lập cái bảng xét dấu à. Đây là x và đây là f'x. Rồi, x thì có các cái giá trị 1, 2, 5 và 6. Tại các cái giá trị này thì tại f' của mình nó bằng 0. Rồi, bây giờ mình làm sao để mình biết được là giữa cái khoảng này là dương hay âm thì mình nhìn vào. X bé hơn 1. Đây, từ 1 nè, đây là số 1 nè, đi đến âm vô cùng. Tức là x bé hơn 1 thì bạn nhìn xem, nếu như cái đồ thị của nó nằm bên dưới trục OX, nằm bên dưới trục OX thì nó sẽ âm. Tương tự nếu như nó nằm trên trục OX thì nó sẽ là dương. Rồi thì mình nhìn vào, x bé hơn 1, đây là cái phần này, thì nó nằm phía bên dưới trục OX không? Trục OX là trục ngang nè, đó, nằm bên dưới nên là nó âm. Tương tự từ 1 đến 2 nó nằm phía bên trên, nó dương. Tương tự này nó âm và nó dương, nó đang dấu liên tục ha. Câu A, hàm f nghịch biến trên khoảng từ 1 đến 2. Sai, nó dương mà, f' của nó dương. Nó phải đồng biến mới đúng ha. Câu A sai. Câu B, đồng biến trên 5 đến 6. Đúng, mình chọn ngay câu B luôn. Còn mình có thể mình xem thêm các câu khác ha. Câu C, nghịch biến trên 1 đến 5. Sai, 1 đến 5 nó vừa đi lên nè, nó vừa đi xuống luôn. Cho nên là mình không thể nào nói nó nghịch biến được ha. Câu D, 4 đến 5. 4 đến 5 thì nó phải là nghịch biến mới đúng ha. Mà nó đồng biến là sai. Mình chọn câu B. Rồi, mình xong câu số 13. Bây giờ mình đến câu số 14. Cho đồ thị của f' như hình vẽ. Vậy thì mình phải xác định
F phẩy bằng 0 khi nào trước ha? Luôn luôn là vậy ha. Rồi mình có thấy F phẩy bằng 0 đó là nó giao với lại trục OX, thì mình thấy nó cách này một điểm, đó là x bằng trừ 2 và cái điểm x bằng 1, đúng không? X bằng 1. Rồi nó kêu là hàm F đồng biến trên khoảng nào, thì bạn chú ý cho mình như sau. Đó là x bằng trừ 2 thì nó ok, nó cách như thường, nhưng cái điểm x bằng 1 ở đây là hàm F phẩy này nó tiếp xúc với trục OX, tiếp xúc với trục OX. Vậy thì tiếp xúc thì cái này bản chất của nó là sao? Bản chất là nó là nghiệm của phương trình bội chẵn. Tức là nếu như cái y bằng f phẩy x này mà nó gọi là nó tiếp xúc với lại trục OX, bạn lưu cho mình cái nghiệm đó, nó chính là nghiệm bội chẵn. Mà là nghiệm bội chẵn của f phẩy thì mình sẽ không quan tâm đến nó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì qua cái nghiệm bội chẵn này, cái hàm của mình nó không có đổi dấu. Đây là x nè, đây là f phẩy. Rồi, x bằng trừ 2, mình để một điểm 0 nữa đi. Rồi, f phải đây bằng 0 hoặc bằng 0. Rồi, x bé hơn trừ 2 thì cái f phải của mình nó nằm bên dưới trục OX nên nó âm. X lớn hơn trừ 2 thì nó dương. Nhưng qua cái điểm 0 này bạn thấy không? Nó đâu có đổi dấu từ dương qua âm đâu. Mà nó vẫn đang dương đúng không? Là x bằng trừ 2 ở đây đúng không? Cái phần lớn hơn trừ 2 là cái phần màu vàng mình đang vẽ nè. Đó, như bạn thấy không? Cái phần màu vàng, nguyên cái phần màu vàng này mình đang vẽ, nó vẫn luôn không âm, tức là nó vẫn nằm bên trên trục OX. Cho nên là dấu ở ngoài đây là vẫn là dương luôn. Cho nên là cái việc này nó viết ra nó rất là thừa thãi. Tại vì nó đều là dương là nó đi lên nè. Dương này cũng đi lên tiếp. Cho nên là thay vì vậy thì mình bỏ cái điểm này đi. Và mình viết chung đây là dương ha. Đó, vậy là nghiệm bội chẵn. Thì mình mặc kệ nó luôn ha. Mình đã có được cái dấu của F phẩy rồi. Người ta hỏi hàm F đồng biến trên khoảng nào. Thì đồng biến trên khoảng từ trừ 2 đến dương vô cùng. Thì mình nhìn cái đáp án ha. Trừ 2 đến dương vô cùng có luôn. Mình chọn câu C. Rồi, ok ha. Như bạn để ý nha, nếu như cái đồ thị của F phẩy mà nó tiếp xúc với trục OX thì cái nghiệm đó chính là nghiệm bội chẵn. Nghiệm bội chẵn sẽ không làm ảnh hưởng đến dấu của F phẩy ha.